Em xin chào cả nhà đã đến kênh bữa cơm gia đình của em hôm nay ha. Rồi em mời cả nhà mình cùng vào bếp với em nha cả nhà. Bữa cơm hôm nay em có chuẩn bị mua được nửa con vịt nè cả nhà. Hôm nay em khìa. Đây là em chuẩn bị được hai trái dừa cả nhà. Rồi em khìa nửa con vịt này. Rồi em ăn kèm thì đây em mua được trái khóm với dưa leo với một cái bắp cải dúng với mấy trái cà để ăn cho đỡ ngán cả nhà. Rồi đây con gái em nó muốn ăn đậu que xào, em mua được ít đậu que em xào với củ cải đỏ với tép trong tủ lạnh em còn miếng nè, em lấy ra em gã đông rồi em xào cho con gái em. Còn đây em chuẩn bị đồ ốp vịt khịa thì đây đường, muối, hạt niêm, bột ngọt, tỏi băm, rồi củ hành. Rồi ở đây còn miếng sả tế em ốp vô, đây miếng dầu hào với miếng nước tương em để sẵn để em chuẩn bị ốp vịt nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng vào bếp với em nha. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ em để con gáo rồi, em bóp luôn cả nhà. Thịt nãy giờ em cũng lấy xào rồi em bóp luôn. Rồi em cho gia vị vào đây. Tỏi, ngọt, hạt niêm, củ hành, muối, đường. Đây dầu hào, nước tương, đây còn miếng sả tế em gầy đi. Rồi cả nhà ơi, em ốp thịt luôn. Đây em ốp tỏi nè, rồi củ hành, rồi hạt niêm, bột ngọt, đường, muối rồi nãy em chuẩn bị đó. Rồi còn miếng sa tế em để vô luôn. Bắt đầu em ốp thịt nha cả nhà. Ốp để đây cho nó thấm. Thịt nãy giờ em ốp cũng thấm rồi. Em cho chảo lên để em khìa luôn. Chảo nóng rồi, em cho dầu vào. Rồi em cho tỏi với củ hành vào luôn. Đường quay cái nó tàu nó hết dung lượng, nó thoát ra nào không hay luôn cả nhà, thông cảm hay cả nhà. Giờ thịt hồi nãy mình đổ vô mình còn chưa kịp chở nó cái nó thoát ra. Giờ chở thịt một cái này. Cho nó sang lên đổ nước dừa vô. Vịt khìa của mình là nó cũng thấm gia vị rồi nè cả nhà. Giờ em đỡ nước dừa vô ha. Nó thấm gia vị hết trời, nó hết máu rồi nè, thấm điện trời. Rút gia vị vô. Giờ em đã chuẩn bị hai trái dừa nãy đó, mà giờ chắc em đổ một trái à. Rồi cái nước này sao vậy, em đổ thêm. Giờ em đổ nước dừa vô. Trái chắc cũng được cả nhà, nó ngập à, nhiều quá vịt này nó cũng mau mềm. Rồi giờ em tắt, em đợi cho chừng nào nó rút cạn rồi em quay tiếp. Em bắt chảo lên em xào đậu. Trái dừa sắp xuống rồi. Đây là hai trái mà thấy trái gì vậy?
đây chảo nóng. Đây dầu. Dầu nóng rồi. Cho bỏ vô. Chảo đó ha, không có để chảo đó, chảo đó không được bình tĩnh đâu. Vô nó bắt ngang hay là gì vậy? Cô cá hả? Có cho 7 ngày không? Tôi chừng câu dính cái dính cái dột. Mày đam hết kìa. Sao mà có đám nó cà không biết có dính đậu quỷ không đó, lớn quá. Rồi em cho con cải đỏ vậy. Cải chín rồi, chín rồi. Rồi, cải chín rồi đó. Mới về tới cả nhà, 1 giờ mấy nó đi làm về để chuẩn bị ăn cơm, mời cả nhà mình cùng ăn với vợ chồng ăn luôn. Hành cũng chín luôn à, em tắt bếp luôn. Mình cho gai dĩa, đổ gai cho nó nhanh. Luôn hả? Giờ cho nó sắc lại rồi. Cho nó kẹo lại, nó sạch.
Bây giờ sao mình để nắp không hay là đâu? Không, để như vậy là anh chở. Nó kẹo rút vô hộp. Rồi để cả nhà đợi tí nha, chúng ta chỉnh sửa cho mọi cái nhà mình sử dụng nghe. Cái nước này là chấm bánh mì ngon ha. Nước này là cả nhà chấm bánh mì chắc ngon lắm nha. Giờ này là ấy là nó khét rồi nữa, mình bỏ đi đâu là nó khét. Ngon rồi. Rồi đó, gì nè, má làm gì nè, rồi cái chảo này cũng xong, để cơm vô xào. Chảo đúng rồi, ngon lắm á. Túi gì chứ? Túi nhau dành cái chảo nè. Chắc mình xào miếng này, mình xào miếng cái dĩa này, cơm á. Em ok. Chị em xào chứ em ngán đó. Đó em ăn chứ. Lấy ra dĩa được ha. Ngon quá cả nhà. Bếp luôn cả nhà, em lấy thịt ra cơm cả nhà. Mình làm mấy món này ngon lắm cả nhà. Đã mình làm mấy món này. Món này nhậu được mà. Mình thấy ngon lắm. Cả nhà cũng biết thấy sao mình ăn thấy ngon. Tại quen rồi, quen khẩu vị. Món này với một kìa thôi, giờ mình làm ngon. Cái đó là mình khen thôi nghe chứ mình không phải là theo mình thấy ngon không cả nhà. Chứ có ý kiến khác nhau mình không biết được, riêng mình thấy là ngon, ăn thấy ăn chứ không phải là thấy ngon. Thôi còn cái đó con mình đang không gói không em? Không ăn không hết thì mình khoan nó xào cơm để à. Để đâu có ăn hết đâu, ăn cái chiều nữa. Có hai chờ mình, còn con mình chút nó ăn xe nó không chịu lên sống. Tức rồi. Lúc đầu gấp giò ra đây mình thấy nó đẹp. Nửa con nè. Nửa con. Ở sau dịch này có giò nha. Thì nửa con có nửa bên à, sao được nguyên giò được? Hỏi thiệt mà em tưởng là anh hỏi chơi mà em tưởng thiệt. Còn chừa lỡ này hơn đại dĩa. Đại dĩa thì nè. Tham quá, lấy trình cục. Cơm gia đình của em hôm nay em làm cũng chín rồi nè cả nhà. Cái này ăn vịt kiểu nước dừa với đậu xào với gà sống. Hai chồng em mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi bữa cơm gia đình hôm nay với hai món là vịt kìa với lại đậu xào. Xin mời cả nhà cùng vào ăn với vợ chồng mình nha. Thank you.
mình cho nó trơn, nuốt cho nó nhiều. Giờ biết nuốt cho dễ xuống. Mà cả nhà cái này. Bây giờ. Có thể chấm sợi yếu hoặc là muối tiêu chanh cả nhà. Rồi mình mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng mình nha. Mời cả nhà ăn cơm. Đây, giờ ăn cái gì vậy? Được này ha. Nhà thường có dịch thiện nha, chúng ta hết thương thương về cái nhà, đang tóc rồi để mình. Dạ, mời cả nhà nha. Mời cái chỗ cái bà sườn nữa nha. Này chắc phải ra tay đây. Ngon. Ăn cho đã. Để mình phục bự vậy nào, cầm cắn ăn. Ăn kèm với chua cái nhà. Vừa ăn quá em. Rồi đã nhận có. Tốt vậy anh. Phải gai tay với nhà. Cái nhà miếng cà chua nha. Chúc cho con ăn con. Chúc ăn bằng tàu nghiệp ngọt. Và ở nhà một cái ớt bề rừng nữa nha, ớt vườn nha, ớt tự nhiên. Nhà thông cảm nè, mình làm da tay mình cầm luôn cái nha. Ở nhà nha. Nhà ăn không à, rửa tay sạch sẽ à, cái ăn luôn mới được. Thôi, cái này mình chặt bự bự thôi cái nha. Nhà miếng cà chua nè. Này hồi sáng chợ mình mua. Vừa vị chua không? Không có. Chứ cải nữa. Chứ cải nó không có. Không có. Không có. Có là cái hồng bông á. Chứ bán á, có gì mình mua nấy chứ không có đi chợ. Đi chợ thì nói chung là đầy đủ hết cái nhà. Mình chấm mặn lắm rồi nè. Ở nhà miếng nữa nha. Mà cái nhà miếng dưa leo. Vừa ăn rồi, ăn nước đắng luôn. Mà cái nhà miếng cải thảo nè. Không phải. Phải là cải dứa rồi. Cải dứa. Cải dứa. Đúng rồi. Mà cái nhà miếng cải. Thì có. Sao bát nhạc lớn, cái nhà đá tuyệt lắm, đám dỗ á. Ăn sao người ta cao kê, đám người ta cao kê. Nói nè. Dưa leo, dưa ngò cơm này. Sẽ yếu. Ngon. Ngon hả? Lâu lâu vợ mình làm món này ngon nè. Tay tay nó dẫn ra tay vào cái nhà miếng đồ xào nó ra mới tay tay nữa hai tay nhà miếng sốt.
con. Tại nói đỏ không hôi mà không giữ á, anh không giữ à. Còn nữa mà đỏ không hôi tao không ai dám cưới à. Thì bữa cơm gia đình hôm nay với món xào kiểu giữa nhà, với lại món xào ở nhà. Thì từ lúc tới đây cũng khá dài rồi, thì mình cũng có thể là nếu nhà xem cũng thấy như